Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Múc Đen của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái nhánh hoa hồng ghép cánh size to như thế này để chúng ta có thể là làm một cái bó hoa to cũng như là một cái cành hồng để tặng thôi cũng được nè. Một cái này thôi là rất là hoành tráng rồi đó các bạn. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu hoa hồng ghép cánh này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc cái nhánh hoa hồng ghép cánh này nha. Với cái mẫu móc này thì các bạn sẽ chuẩn bị len sợi tùy thích ha. Mình móc len microtông của 125g á, cỡ len là 2mm và được xe từ 5 sợi như thế này. Ở đây là mình sẽ phối những cái màu như sau. Màu xanh đậm một xíu nè các bạn, rồi nó sẽ nhã màu hơi lợt lại. Và cái màu ở bên ngoài như thế này mình sẽ chọn màu trắng kem ha. Các bạn có thể là tham khảo. Còn ở cái phần lá cây á, thì mình làm màu xanh lá nhạt như thế này thôi. Kim móc mình sử dụng sẽ là kim móc 2.0 cho cái phần cánh hoa nè. Nếu mà các bạn muốn cái size nó to hơn nữa thì chúng ta có thể là nâng cấp cái size kim lên thành 3, thành 4 gì đó. Hoặc là chập đôi cái cọng len lại để chúng ta làm một cái bông hồng khổng lồ đối với cái công thức này luôn ha. Và ở cái clip này á, thì mình sẽ sử dụng cái phần đài hoa màu xanh này nè. Mình sử dụng là kim 3.0 nha. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình kẽm cành, kẽm lá, keo nến nè. Cũng như là kéo cắt len và kim thô len. Bây giờ là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc 3 màu với lại 3 size như thế này luôn ha. Cái phần cánh nhỏ nhất á, thì chúng ta sẽ móc là 4 miếng như thế này. Cánh vừa thì chúng ta sẽ móc 4 miếng. Và cái cánh to nhất thì chúng ta sẽ móc là 5 miếng theo thứ tự như thế này ha. Màu đậm là 4, màu nhạt 4, màu trắng là 5. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái màu đậm này trước nha, cái cánh nhỏ. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái vòng tròn. Đưa kim móc vào vòng tròn, kéo len qua, móc lên một mũi móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ móc vào vòng tròn này 5 mũi móc đơn. 1 2 3, 4, 5. Và các bạn sẽ kéo cho nó khích lại. Và chúng ta sẽ chuột mũi vào cái chân móc đầu tiên. Móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ hai. Đâm kim vào chân móc đầu tiên. Móc hai mũi móc đơn cùng một chân. Những cái chân móc còn lại các bạn cũng sẽ móc mỗi chân là hai mũi móc đơn. Các bạn móc đến cuối hàng luôn nha. Móc đến cuối hàng thì chúng ta sẽ chuột mũi và kết hàng. Tổng số chân móc của chúng ta hiện tại sẽ là 10 chân móc. Các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ ba. Đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai, chúng ta sẽ móc hai mũi móc đơn cùng một chân. Bây giờ chúng ta sẽ lặp lại cái cụm này đến cuối hàng luôn. Một đơn rồi tới hai đơn nha. Một nè. Hai mũi móc đơn cùng một chân. Các bạn móc tương tự như thế đến cuối hàng. Móc đến cuối hàng thì chúng ta có được là 15 chân móc, các bạn sẽ chuột mũi kết hàng. Móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ tư. Đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai, một mũi móc đơn. Chân thứ ba chúng ta sẽ móc hai mũi móc đơn cùng một chân. Các bạn sẽ lặp lại cái cụm này đến cuối hàng luôn ha. Hai lần một đơn và một lần hai đơn. Một đơn. Một đơn và hai đơn. Và các bạn sẽ móc tới cuối hàng luôn nha. Móc đến cuối hàng móc thứ tư thì chúng ta có được là 20 chân móc. Bây giờ chúng ta sẽ chuột mũi và kết hàng. Móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ năm. Đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai, một mũi móc đơn. Chân thứ ba, một mũi móc đơn. Và chân móc thứ tư này chúng ta sẽ móc là hai mũi móc đơn cùng một chân. Bây giờ chúng ta sẽ móc cái cụm này đến cuối hàng luôn ha. 3 lần một đơn và một lần hai đơn. Mình đã móc tới cuối hàng móc thứ năm rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ chuột mũi và kết hàng nha. Tổng số chân móc của hàng móc thứ năm sẽ là 25. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ sáu. Bốn chân móc đầu tiên các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. 1 2 3 4. Chân móc thứ năm chúng ta sẽ móc là
hai mũi móc đơn cùng một chân. Như vậy thì các bạn sẽ lặp lại cái cụm móc này đến cuối hàng luôn ha. 4 lần một đơn và một lần hai đơn. Mình đã móc tới cuối hàng móc thứ 6 rồi, bây giờ chúng ta sẽ chụp mũi và kết hàng. Móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ 7. Và tổng số chân móc của hàng móc thứ 6 sẽ là 30 ha. Và bây giờ chúng ta sẽ móc vào 11 chân móc đầu tiên, mỗi chân là một mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 và 11. Chân móc tiếp theo chúng ta sẽ móc là hai mũi nửa kép cùng một chân. Hai chân móc kế tiếp mỗi chân là một mũi nửa kép. Chân móc kế bên hai mũi nửa kép cùng một chân. Hai chân móc kế tiếp mỗi chân là một mũi nửa kép. Chân móc bên cạnh này chúng ta sẽ móc hai mũi nửa kép cùng một chân. Rồi, 12 chân móc còn lại các bạn, chúng ta sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 12. Kết thúc hàng móc thứ 7, chúng ta sẽ chụp mũi vào chân móc đầu tiên. Và bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 8 nha, móc lên một mũi móc xích. Và bây giờ 11 chân móc đầu tiên chúng ta sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. Các bạn sẽ móc tới cái chân thứ 11 luôn nha. Móc xong 11 mũi móc đơn thì chúng ta sẽ móc tiếp 10 chân móc tiếp theo nè, mỗi chân là hai mũi móc kép cùng một chân nha. 1 2. Rồi ở đây được một cụm rồi nè. Hai kép cùng một chân là một rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm 9 chân móc nữa ha. Mỗi chân là hai mũi móc kép cùng một chân. Rồi đây mình được hai rồi, các bạn sẽ làm thêm 8 cụm nữa nha. Mình đã móc xong 10 chân móc rồi nè các bạn. Mỗi chân là hai mũi móc kép ha. Và bây giờ chúng ta sẽ móc những cái chân móc còn lại nè. Mỗi chân là một mũi móc đơn, chúng ta sẽ móc là 12 mũi móc đơn nha. 1 2. Rồi các bạn móc đến cuối hàng luôn ha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi, bây giờ chúng ta sẽ chụp mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Móc lên 3 mũi móc xích, quay ngược cái đầu móc lại, chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này luôn nè. Chúng ta sẽ móc hai mũi móc kép cùng một chân. Chân móc kế bên chúng ta sẽ móc một mũi móc kép nha. Móc lên một mũi móc xích, cắt len. Các bạn sẽ làm tổng cộng là 4 cái miếng nhỏ như thế này cho mình nha. Các bạn sẽ giấu cái phần len thừa này nè vô trong đây đi, một lát nữa mình sẽ dán luôn ha. Rồi cắt bỏ cái phần len này, cắt luôn cái phần ở dưới này luôn. Nếu mà kéo chặt lại rồi thì các bạn cứ cắt nha. Bây giờ chúng ta móc cái cánh vừa ở 6 hàng đầu tiên á các bạn, thì nó sẽ giống hệt như là cái cánh nhỏ vậy ha. 1 nè, 1 2 3 4 5 6 giống hệt như cánh nhỏ. Rồi các bạn sẽ móc 6 hàng như thế này ha. Móc xong á thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp nè. Ở hàng móc thứ 7 thì chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ móc vào 5 chân móc đầu tiên, mỗi chân là một mũi móc đơn. 1 nè. 2 3 4 5. Chân móc thứ 6 chúng ta sẽ móc là hai mũi móc đơn cùng một chân.
Bây giờ các bạn sẽ móc cái cụm này đến cuối hàng luôn ha. 5 lần một đơn và một lần hai đơn. Mình đã móc tới cuối hàng móc thứ bảy rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chuột mũi và kết hàng ha. Tổng số chân móc của chúng ta sẽ là 35. Bây giờ các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích. 6 chân móc đầu tiên chúng ta sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. 3 4 5 6. Và bây giờ chúng ta sẽ móc 4 cái cụm như sau. Một cụm của chúng ta là bao gồm 7 chân móc ha. Chân móc đầu tiên, 2 mũi nửa kép cùng một chân. 1 2. Đây chúng ta có một cái chân móc đầu tiên rồi ha. 6 chân móc tiếp theo, mỗi chân là một mũi nửa kép. 1 2 3 4 5 6. Mình đã móc xong cái cụm mình nè các bạn. 7 chân móc ha. Chân đầu tiên là 2 mũi nửa kép cùng một chân. 6 chân tiếp theo là mỗi chân là một mũi nửa kép. Các bạn sẽ móc thêm 3 lần cái cụm này nữa ha. Kế bên, 2 mũi nửa kép cùng một chân. 6 chân tiếp theo, mỗi chân một mũi nửa kép. 1 2 3 4 5 6. Móc thêm một cụm nữa thôi à các bạn. Cái này là 3 cụm chứ không phải là 4 nha. Rồi các bạn sẽ móc thêm một cụm nữa cho mình. Mình đã móc xong 3 cái cụm như thế này. Bây giờ còn 8 chân móc ha. Các bạn sẽ móc vào cái chân móc kế bên này 2 mũi nửa kép cùng một chân. 7 chân móc còn lại chúng ta sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. 3 4 5 6 7. Chúng ta sẽ chuột mũi và kết thúc hàng móc thứ 8. Các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ 9 nha. Thêm một mũi nữa đi, là 2 mũi nè. Chúng ta sẽ móc vào 7 chân móc đầu tiên, mỗi chân là một mũi móc kép nha. 1 2 3 4 5 7. Mấy cô giải cứu mimi hình mét ha, chứ ghi là chiếm sóng rồi đó mấy cô. Bây giờ chúng ta sẽ móc 12 chân móc tiếp theo ha. Mỗi chân là sẽ là 2 mũi móc kép cùng một chân. Chân đầu tiên. Chân thứ hai. Rồi các bạn sẽ móc thêm 10 chân nữa ha, mỗi chân là 2 kép. Mình đã móc xong 12 chân móc, mỗi chân là 2 kép rồi đây. Bây giờ chúng ta sẽ móc cái phần chính giữa này ha. Các bạn sẽ móc vào cái chân móc kế bên này hai mũi móc kép cùng một chân, lên 3 mũi móc xích, chuột mũi vô trong cái nhánh này ha. Các bạn lại móc thêm 2 mũi móc kép cùng một chân vô cái chân móc mà chúng ta vừa móc á. Rồi như vậy là trong cái chân móc này bao gồm tổng cộng là 4 mũi móc kép ha. Rồi với lại một mũi bông dâu á. Rồi các bạn sẽ móc 12 chân móc tiếp theo, mỗi chân là 2 mũi móc kép. 1 2. Rồi các bạn sẽ làm 10 chân nữa nha, mỗi chân là 2 kép. Mình đã móc xong 12 chân móc rồi đó các bạn. Bây giờ còn 7 chân móc còn lại, các bạn sẽ móc vào mỗi chân là một mũi móc kép nha. Rồi như vậy là chúng ta đã gần hoàn tất cái cánh lừa đó các bạn. Chúng ta sẽ móc tổng cộng là 4 cánh như thế này nha. Rồi các bạn sẽ trượt mũi và kết hàng nè. Móc lên cho mình 3 mũi móc xích và chúng ta quay ngược ra móc lại. Đâm kim vào chân móc đầu tiên này, móc 2 kép.
giống hệt như cái cánh nhỏ hồi nãy ha. Trong móc kế bên là một kép móc lên một mũi móc xích, và chúng ta cũng thực hiện việc giấu len và cắt len giống như khi nãy ha. Các bạn móc 4 miếng. Đây các bạn, chúng ta sẽ làm cái cánh to, 7 cái hàng móc đầu tiên sẽ giống như cái cánh vừa ha. Rồi các bạn sẽ móc cho mình 7 hàng đó đi. Xong tới hàng móc thứ 8 thì chúng ta sẽ móc như sau. Các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, đâm kim vào 6 chân móc đầu tiên. Chúng ta sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn nha. 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6. Chân móc thứ 7 này chúng ta sẽ móc là hai mũi móc đơn của một chân. Các bạn sẽ lặp lại cái cụm này đến cuối hàng luôn, 6 lần một đơn và một lần hai đơn. Mình đã móc tới cuối hàng rồi, bây giờ chúng ta có được là 40 chân móc ha. Các bạn sẽ trượt mũi kết hàng, móc lên một mũi, hai mũi móc xích đi. Móc hàng móc thứ 9, 7 chân móc đầu tiên, mỗi chân là một mũi nửa kép. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bây giờ chúng ta sẽ móc cái cụm móc như sau ha. Mỗi cụm của chúng ta sẽ bao gồm là 4 chân móc, và các bạn sẽ móc vào cái chân móc kế bên này hai mũi nửa kép của một chân. 3 chân móc tiếp theo mỗi chân là một mũi nửa kép. 1, 2, 3. Đây được gọi là một cái cụm nè các bạn. Móc thêm cho mình 5 cụm nữa là tổng cộng chúng ta phải móc là 6 cụm. Ở đây là móc được một cụm rồi nè. Bây giờ mình sẽ móc với các bạn thêm cụm móc thứ hai ha. Vào chân móc kế bên hai mũi nửa kép cùng một chân. 3 chân tiếp theo mỗi chân là một mũi nửa kép. Rồi ở đây mình móc được hai cụm rồi, mình sẽ móc thêm 4 cụm nữa. Mình sẽ gặp lại các bạn khi chúng ta hoàn thiện 4 cụm nha. Bây giờ còn 9 chân móc cuối cùng, chúng ta sẽ móc vào cái chân kế bên này hai mũi nửa kép của một chân. 8 chân móc còn lại các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi nửa kép nha. Kết thúc hàng móc thứ 9, bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên kết hàng. Móc hàng móc thứ 10 với hai mũi móc xích ha. Đâm kim vào 7 chân móc. Chúng ta sẽ móc mỗi chân là một mũi móc kép. 1. À, để mình nói len vô ha. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc 16 chân móc tiếp theo ha. Mỗi chân sẽ là hai mũi móc kép cùng một chân. 1, 2. Rồi các bạn sẽ móc thêm 14 lần nữa ha. Mỗi chân sẽ là hai kép. Rồi bây giờ chúng ta lại tới cái đoạn giữa nè. Các bạn sẽ móc vào cái chân móc kế bên này hai mũi móc kép cùng một chân. Móc lên 3 mũi móc xích. Trượt mũi vô trong cái chân móc này. Thực hiện mũi bông dâu ha. Và các bạn sẽ móc thêm hai mũi móc kép vào cùng chân móc đó. Bây giờ chúng ta lại lặp lại cái cụm móc bên đây. 16 chân móc tiếp theo, mỗi chân sẽ là hai mũi móc kép cùng một chân. 1, 2. Các bạn sẽ móc thêm 14 lần nữa nha. Mình đã móc
Xong 16 chân rồi, bây giờ còn 7 chân móc cuối cùng. Các bạn sẽ móc vào đây, mỗi chân là một mũi móc kép nha. Như vậy là chúng ta cũng đã gần hoàn thiện cái cánh lớn rồi đó. Các bạn sẽ móc tổng cộng là 5 cánh lớn nha. Rồi chúng ta cũng sẽ trượt mũi và tạo cái đoạn ngắn kia để mà dán cho nó dễ các bạn. Móc lên 3 mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại. Móc vào chân này 2 kép. Chân tiếp theo 1 kép. Và các bạn sẽ móc lên 1 mũi móc xích cắt len. Rồi chúng ta cũng sẽ thực hiện việc giấu len và cắt len nha. Bây giờ các bạn sẽ lấy cái phần màu xanh làm lá ra để mà chúng ta móc lá nha. Chừa ra cho mình một cái đoạn len dài để một lát nữa chúng ta sẽ quấn cần luôn. Các bạn sẽ tạo cho mình một cái nút thắt. Chúng ta sẽ móc lên 12 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái kẽm ra nha. Rồi các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc rồi thứ 11 á. Chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn nha. Nẹp vô cái phần kẽm như thế này. Rồi bây giờ ở cái chân móc kế bên á, các bạn sẽ móc một mũi móc kép. Chân kế tiếp một mũi kép đôi, các bạn sẽ quấn len hai vòng lên kim. Đâm kim vào cái chân móc kế bên, các bạn kéo len qua hai vòng lần thứ nhất, hai vòng lần thứ hai, hai vòng lần thứ ba. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc bốn chân móc nha. Chân móc đầu tiên nè, chúng ta sẽ móc một mũi kép đôi. Chân móc thứ hai chúng ta sẽ móc hai mũi kép đôi cùng một chân. Chân móc thứ ba một mũi kép đôi. Chân móc thứ tư này hai mũi kép đôi cùng một chân. Rồi bây giờ chúng ta còn lại bốn chân móc ở phía dưới này, các bạn sẽ móc vào cái chân móc kế bên một mũi kép đôi. Chân móc kế tiếp một mũi móc kép. Chân móc bên cạnh một mũi nửa kép. Rồi bây giờ còn cái chân móc cuối cùng nè các bạn, chúng ta sẽ móc vào đây 3 mũi móc đơn nha. Chúng ta sẽ thực hiện mũi móc đơn đầu tiên ở bên cái nhánh kẽm này. Chúng ta sẽ ốm cái nhánh kẽm thứ hai á. Qua. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa cái cọng len nè xuống dưới hai cái nhánh kẽm này nha. Rồi xong, đưa cái len và kim lên phía trên. Các bạn sẽ đâm kim vào cái nhánh mà cái chân mà chúng ta vừa móc khi nãy á, chúng ta lại thực hiện hai mũi móc đơn nữa nha. Cái cọng mình chưa nè, các bạn sẽ để riêng ra một bên đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc một đơn rồi tới mũi đơn thứ hai. Và như vậy là chúng ta có được 3 mũi móc đơn ở cái chân móc cuối cùng. Các bạn lại móc qua đây cái hàng phía đối diện nè. Mũi nào là mũi nửa kép thì chúng ta sẽ móc mũi nửa kép nha. Mũi kép thì chúng ta sẽ móc mũi kép. Chúng ta sẽ móc một mũi nửa kép vào cái chân móc kế bên. Một mũi móc kép vào chân móc kế tiếp. Một mũi kép đôi vào chân móc kế bên. Rồi bây giờ tới cái cụm mà 4 mũi á, các bạn sẽ móc cho mình nè. Cái này là mũi kép đôi ha. Rồi tới 4 cái chân móc kế bên nè. Mũi kép đôi đầu tiên. Xong rồi chân kế bên là hai mũi kép đôi.
Rồi lại lặp lại một kép đôi rồi tới hai kép đôi nha. Và bây giờ xong cái cụm này rồi, chúng ta sẽ thực hiện thêm một mũi kép đôi vào chân bên cạnh, một mũi móc kép vào chân kế cuối, một mũi móc đơn vào chân móc cuối cùng này, và chúng ta lại trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên, móc lên một mũi móc xích để móc thì móc thứ hai ha. Chúng ta sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên này, móc một mũi móc đơn, lên hai mũi móc xích, móc một mũi móc đơn vào chân móc kế bên, lại lên hai mũi móc xích, móc một mũi móc đơn vào chân móc kế tiếp. Các bạn sẽ làm lần lượt như thế đến cuối hàng luôn, một đơn hai xích và một đơn hai xích nha. Mình đã móc tới cuối hàng nè các bạn, chúng ta cũng sẽ móc lên hai mũi móc xích nha, và chúng ta lại trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Các bạn sẽ cắt len nha. Chúng ta cũng sẽ tiến hành giấu len. Các bạn sẽ tạo cho mình một cái nút thắt ở phía dưới này. Rồi còn bao nhiêu đó chúng ta sẽ giấu thêm vài đường nữa rồi cắt bỏ luôn nha. Cái bông hồng này mình sẽ làm ba cái chiếc lá như thế này ha, và các bạn sẽ quấn cái cành nha, quấn xuống cho mình một ít đi, rồi chúng ta sẽ nẹp hai cái lá còn lại nó vô trong đây, rồi chúng ta lại quấn tiếp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm một lá bên đây, xong rồi chúng ta sẽ để thêm một lá nữa nha. Rồi chúng ta sẽ quấn thêm một đoạn nữa, quấn chặt tay ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ấy keo chỗ điểm này, rồi chúng ta sẽ quấn thêm một lần nữa rồi cắt bỏ luôn ha. Một lát nữa chúng ta sẽ quấn chung với cái hoa to. Rồi nó như thế này ha. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lên cái sản phẩm nha. Bây giờ các bạn sẽ lấy cái kẽm cành ra ha, chúng ta sẽ quấn một đoạn trước đi, đặng cho khi mà dán tạo cái hoa nó sẽ không có sợ bị gãy xét gì hết ha. Chúng ta quấn như thế này thì cho nó an toàn. Rồi các bạn sẽ làm cho mình xuống thêm một xíu nữa. Rồi bây giờ tới đây nè, các bạn sẽ làm cho mình một ít keo đi. Ít thôi để cho nó cố định lại cái điểm này là được rồi. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy keo bỏ chỗ cái điểm này ha, và hai cái điểm bên đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ốm nó vô.
giữ cho mình một lát nha. Rồi sau đó các bạn sẽ lấy bên cái cánh thứ hai á, chúng ta sẽ ốm vô như thế này ha. Như vậy là chúng ta sẽ dán ở chỗ cái điểm cuối dưới này là cái da điểm ở phía bên này ha. Rồi chúng ta lại hãy keo. À, dán cái điểm bên đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái thứ ba ha. Cái thứ ba thì chúng ta sẽ ốm nó vô như thế này luôn. Như vậy thì chúng ta sẽ dán cái phần ở phía dưới trước nha. Rồi các bạn sẽ ốm vô. Sau đó là chúng ta sẽ dán cái phần ở phía bên này, nó ốm vô như thế này ha. Rồi, như vậy thì bây giờ mình sẽ dán ở phía bên này. Mình sợ mình nhầm á các bạn, cho nên là cứ làm từng bước như vậy đó cho nó dễ ha. Rồi chúng ta sẽ ốm một xíu, xong rồi chúng ta sẽ dán ở phía bên này, đây bên này nè. Rồi chúng ta sẽ ốm vô ha. Rồi bây giờ tới cái phần màu nhạt nha. Tới cái bốn cái cánh màu nhạt nè, cỡ vừa. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái nụ đậm ở phía bên trong rồi nè. Bây giờ tới cái phần màu nhạt là nó dễ hơn rồi đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ thấy cái cánh thứ tư và cánh thứ ba nè. Chúng ta sẽ ốm ở giữa như thế này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ấy keo ở chỗ cái điểm này nha. Xong rồi chúng ta sẽ ốm nó vô bên trong này trước đi. Rồi sau đó là các bạn sẽ bắn keo cho mình ở cái điểm này nha. Rồi chúng ta sẽ ốm nó vào. Rồi giữ cho mình một xíu nha. Rồi sau khi ốm xong á, các bạn sẽ lấy cái cánh thứ hai. Mình sẽ đưa nó vô phía bên trong này. Rồi ốm nó. Rồi các bạn thấy nè, nó sẽ như thế này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ấy keo chỗ cái điểm này nha. Rồi các bạn sẽ ốm nó vô. Rồi, đồng thời thì chúng ta cũng sẽ ấy keo một ít ở chỗ phía trong này luôn nha. Rồi, bây giờ tiếp theo chúng ta lại ốm cái thứ ba vô trong trong này. Rồi cái thứ tư á, các bạn cũng sẽ ốm nó vô phía bên trong này luôn ha. Rồi như vậy là chúng ta cũng sẽ dán y hệt như mình hướng dẫn nè. Rồi giờ chúng ta sẽ dán ở phía dưới trước, rồi chúng ta sẽ dán ở phía trong. Rồi làm như thế này ha, cho được bốn cái cánh màu nhạt nó bao quanh cái bốn cái cánh nhỏ như thế này ha. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mà chúng ta dán hoàn thiện hai cái tầng này. Rồi mình đã xong hai cái phần màu như thế này rồi nè, rất là xinh rồi. Bây giờ tới cái phần màu trắng. Cái phần màu trắng thì chúng ta cứ ốm nó như thế này ha. Rồi
cũng làm y hệt như cái phần màu nhạt này nè. Các bạn cũng sẽ dán ở phía dưới này và dán cho mình ở phía này ha, y hệt luôn đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm nè, xung quanh như thế này giống hệt như là cái phần thứ hai ha. Rồi chúng ta sẽ cứ đưa nó vô phía trong như thế này thôi à. Các bạn cũng sẽ dán cho mình hết luôn ha, và chúng ta được một cái form hoa hồng như thế này nè. Bây giờ chúng mình sẽ cùng dán cái phần màu trắng luôn, sau đó mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái đài hoa ha, để cho nó che đi cái phần ở phía dưới này. Tại vì lúc đầu á, mình sợ là mình sử dụng cái kim móc nó có thể là tăng size lên một xíu á, cho nên là khúc cuối là mình mới hướng dẫn cho các bạn làm cái phần đài hoa ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hoàn thiện những cái cánh hoa màu trắng, rồi mình sẽ gặp lại các bạn. Mình đã làm xong cái phần hoa nè các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái phần đài nha. Chúng ta sẽ lấy kim 3 mm ra. Thì khi nãy mình đã cắt đi cái cọng len dài ở đây rồi. Tại vì một lát nữa mình gắn cái phần đài á, thì nó hơi vướng á, cho nên là mình sẽ chừa ra một cái đoạn len dài ở cái phần đài hoa nha. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái vòng tròn kim 3 mm, kéo len qua, móc lên 2 mũi móc xích, móc vào vòng tròn này 13 mũi móc kép, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Rồi các bạn sẽ kéo cho nó khít lại. Và chúng ta sẽ chụp mũi vào trong cái chân móc đầu tiên này. Móc hàng móc thứ hai với 2 mũi móc xích nha. Đâm kim vào chân móc đầu tiên. Móc 2 mũi móc kép cùng một chân. Chân móc thứ hai chúng ta cũng sẽ móc tương tự và lần lượt hết tất cả những cái chân móc. Chúng ta sẽ móc mỗi chân là 2 mũi móc kép nha. Các bạn sẽ móc tới cuối hàng luôn. Mình đã móc xong hàng móc thứ hai nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ có 26 chân móc nha. Các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào từng chân móc để móc mỗi chân là 1 mũi móc kép nha. Các bạn sẽ móc tới cuối hàng luôn. Móc đến cuối hàng thì chúng ta sẽ chụp mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên 2 mũi móc xích ha. Các bạn sẽ móc vào 5 chân đầu tiên, mỗi chân là 1 mũi móc kép. 2, 3, 4, 5. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên 2 mũi móc xích để móc hàng móc thứ hai ha. Các bạn quay ngược đầu móc lại. Chúng ta sẽ bỏ qua chân móc đầu tiên, móc vào cái chân móc kế bên 1 mũi móc kép, chân móc kế tiếp 1 mũi móc kép. Hai chân móc cuối này chúng ta sẽ thực hiện mũi giảm nha. Các bạn sẽ quấn len một vòng bên kim, đâm kim vào chân móc thứ tư này, kéo len qua 2 vòng, quấn len, đâm kim vào chân móc cuối, các bạn kéo len qua 2 vòng. Chúng ta có được 3 vòng len như thế này, các bạn sẽ kéo qua hết luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ móc lên 2 mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại để móc cái hàng móc thứ ba ha. Mỗi chân móc thì chúng ta sẽ móc 1 mũi móc kép. Móc lên 2 mũi móc xích để móc hàng móc thứ tư. Quay ngược đầu móc lại, bỏ qua chân móc đầu tiên, móc vào cái chân thứ hai, các bạn kéo len qua 2 vòng, giữ nguyên, quấn len, đâm kim vào cái chân móc cuối. Các bạn lại kéo len qua 2 vòng, được 3 vòng len nè, các bạn sẽ kéo ra hết luôn ha. Móc lên cho mình 1 mũi móc xích, rồi chúng ta sẽ cắt len. Tiếp tục chúng ta sẽ móc ở cái chân móc kế bên
các bạn lại nối len vào và cũng móc 5 mũi móc kép cho hàng móc đầu tiên. Móc lên 2 mũi móc xích nè, đâm kim kéo len và thực hiện mũi móc kép đầu tiên. Mũi thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm. Rồi các bạn lại làm y hệt như cái cánh bên đây ha. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mà chúng ta hoàn tất 5 cái cánh này. Mình đã làm xong 5 cái cánh như thế này nè các bạn. Ở cái cánh thứ sáu nó sẽ dư ra một chân móc. Các bạn cứ việc ấy cái chân kế bên này nè, lên 2 mũi móc xích ha. Rồi cái chân kế tiếp mình hả móc một mũi móc kép như bình thường. Ở đây là mình ăn gian được nè, cho nên là nó đã hài hòa hơn rồi đó ha. Bốn cái cánh kia là năm 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 chân, có cái cánh cuối là 6 chân thôi. Rồi sau khi mà các bạn ấy xong á thì chúng ta sẽ giấu cái cọng len thừa này vào trong mũi móc luôn nha. Rồi các bạn sẽ cắt đi đoạn len thừa này ở cái phần cọng dây này các bạn. Chúng ta sẽ di chuyển cái cọng dây này xuống phía dưới luôn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ để cái cành này vô. Rồi như vậy là nó đã vừa vặn rồi nè các bạn. Chúng ta chỉ cần dán thôi ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ ấy keo một ít ở xung quanh cái điểm này nha. Đây bây giờ là mình sẽ bắn keo luôn nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ đưa cái này lên, ốm nó vô để cho nó cố định lại cái điểm đầu tiên luôn ha. Rồi sau khi cố định xong rồi á, các bạn sẽ để một ít keo ở chỗ cái hàng thứ 1, 2, ở hàng thứ 2, giao nhau giữa hàng thứ 2 và hàng thứ 3 của cái phần màu xanh này nha. Rồi chúng ta sẽ ốm nó vô. Rồi những cái còn lại á, các bạn cũng sẽ ốm tương tự như thế ha. Các bạn cũng bắn keo ở hàng thứ 2 và hàng thứ 3 và chúng ta sẽ ốm vô. Ốm cái nó sẽ xòe xòe ra như thế này nè các bạn. Rồi những cái cánh còn lại các bạn cũng sẽ làm tương tự nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành quấn ha. Các bạn sẽ quấn nó xuống ở phía bên dưới luôn đi. Rồi tới cái đoạn này nè. Rồi chúng ta sẽ nối cái này vô và chúng ta sẽ quấn tiếp nha. Rồi mình đã quấn xuống phía dưới rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ ốm cái lá này vào ha và chúng ta cũng sẽ quấn nó xuống ở phía bên dưới luôn. Và bây giờ các bạn sẽ quấn cho nó hoàn thiện luôn nha. Bây giờ mình đã làm tới phía dưới rồi nè các bạn. Chúng ta sẽ để một ít keo ở dưới nha. Rồi cái mình sẽ quấn cho đều cái phần keo này luôn. Rồi còn bao nhiêu cái chúng ta sẽ cắt bỏ. Ở cái phần lá thì các bạn sẽ canh chỉnh tùy thích nha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu hoa hồng ghép cánh này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu hoa hồng này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.